Đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh máu nam, Hồ Chí Minh máu nam, Hồ Chí Minh máu nam. Tuyên án tử hình tội phạm Nguyễn Văn Trỗi. Tôi không có tội. Kẻ có tội là bọn Mỹ cướp nước và lũ bắn nước là các người. Giặc Mỹ đã xâm lược nước tôi. Chính thằng McNamara đã làm ra kế hoạch để chiếm dần miền Nam Việt Nam. Chính nó đã cho quân lính Mỹ tàn sát hết dã man đồng bào tôi. Chính nó đã cho máy bay trút bom đạn rải chất độc hóa học tàn phá làng xóm quê hương tôi. Tôi yêu quý vô cùng Tổ quốc Việt Nam. Tôi chống Mỹ. Tôi không thể để cho bọn Mỹ dày xéo lên đất nước tôi. Tôi rất tiếc chưa giết được McNamara. Chúng mày có thể giết tao, nhưng không thể giết được 14 triệu đồng bào miền Nam. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng. Tôi vì đau đớn cho cảnh đất nước bị dày xéo nên tôi chống Mỹ. Tôi chống đế quốc Mỹ đã xâm lược miền Nam Việt Nam, đem bao đau thương tan tóc cho đồng bào tôi. Cầu Chúa tha tội cho. Không cần. Kẻ có tội chính là đế quốc Mỹ. Tôi rất tiếc đã sớm sa vào tay giặc, không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng của đời tôi. Tôi muốn sống và chiến đấu như một người cộng sản. Hãy để tôi nhìn lần cuối cùng mảnh đất thân yêu của tôi. Ông đừng giết chồng tôi! Con giết tôi! Con sẽ hãy nhớ lấy lời tôi. Đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh máu nam, Hồ Chí Minh máu nam, Hồ Chí Minh máu nam, Việt Nam máu nam. Nếu phải xa anh, thì dù trong hoàn cảnh nào, em cũng không sợ chúng nó. Em ráng tìm mọi cách tham gia hoạt động cách mạng, như các anh, các chị trong tù đã dạy dỗ, hướng dẫn em.